còn xanh mà tim trắng lành. Chân bước thật mau, đời còn gì ngày sau khi đã cách xa nhau. Biết đến tìm lan trong nỗi hoang mang, chẳng biết người xưa có đang u sầu. Đời sao oan trái, một vòng dây oan trái nên tình vui sâu. Người tôi thương yêu ra trước cổng thiền môn, buồn mà cúi đầu không nói một câu. Mỗi hồi mà nhìn nhau lệ tuôn như sóng trào. Một cành hoa thắm những đời vui dập tá tơi, tội này điệp mang đến thiên thu muôn đời. Mà Lan không trách, bởi vì Lan không trách nên càng sâu thôi. Lan ơi, điệp về gia đình mới, không tình yêu gì hết, sống không bằng chết. Lan ơi, ngày nào mình từng mơ dệt mộng thành mái thơ, nhưng có ai đâu ngờ. Lan ơi, mình từng chung một lối, hẹn cùng nhau tìm tới chung bên tương lai, nhưng nay mình đành chung lệ cay. Tình vui chôn từ đây, vui chôn từ đây.
Nghe xúc động phết đấy các bác ạ. Vâng, xin chào các bác. Trong buổi tối đêm nay em xin giới thiệu tới các bác một chiếc âm ly xì te cổ của hãng Otto Sanyo. Mấy cái của nợ này nó cũng thực sự là nó cũng ít khi xuất hiện ở trên YouTube. Và thú thật là em cũng khá là tự hào khi có đến hai model liền kề. Đó là con này, ô tô DCA 450 và ô tô DCA 650. Cách đây một thời gian em đã từng đưa con ô tô DCA 650 lên YouTube, mục đích là để khoe chứ không phải để bán. Nếu như bác nào đó mà chịu khó theo dõi ở trên kênh YouTube của em thì có thể nhận ra một cái điều là về mặt thiết kế của hai cái model DCA 450 và 650 nó có những cái nét hết sức là tương đồng. Nhưng mà em thì là em mà anh thì là anh, rõ ràng thằng DCA 450 là đàn em dưới trướng của thằng DCA 650. Và tất nhiên là cái model DCA 650 em tuy không dùng đến nhưng em cũng không bán. Bởi vì trong thời điểm này như lúc nãy thì em có vào trong bếp kiểm tra thì ở trong thùng gạo thì em vẫn ước chừng còn khoảng 7 đến 8 cân gạo xấu. Đó. Và bà vợ em thì cũng mua được vào khoảng 3 cân cá khô, mới lại 5-6 cân rau để ở trong tủ lạnh. Thì em nhìn cái kèo đấy thì em cho rằng là chưa chết đói được. Do vậy là cũng không có vấn đề gì cần phải quá cấp bách để lôi những cái món gọi là yêu yêu quý quý này ra bán bằng mọi giá. Chỉ khi nào bà vợ em bà ấy bảo là ông ơi hết gạo rồi thì lúc đấy em sẽ xả một vài món để đưa tiền cho bà ấy đong gạo ăn cho nó qua ngày đoạn tháng. Ở đây là DCA 450 và DCA 650 của em. Em đã bọc ni lông, em có dùng đến đâu ạ? Em bọc ni lông cho nó đỡ bụi đó các bác thấy chưa. Đây là 650, đàn em của nó đang nằm ở dưới kia. Về thiết kế chúng nó giống nhau đây ạ, nhưng vẫn có những cái điểm khác cơ bản. Một lát nữa em sẽ banh ra thì các bác nhìn các bác sẽ hiểu ngay thôi. Chờ em một chút, bây giờ em sẽ tạm thời tắt video. À vâng, em đã tháo cái vỏ nắp ra rồi. Và cái vỏ nắp này thì nó cũng có hai cái hồi gỗ hai bên. Nó cũng giống như kiểu con 650 thôi. Các bác có thể tìm lại cái video em đăng về con 650. Hai cái vỏ nắp này nó có vẻ như giống hệt nhau. Vỏ con này cũng có vài ba vết chảy này. Tóm lại là cái vỏ này nó không còn đẹp nữa. Ô tô DCA 450 được sản xuất vào năm 1970. Đã 51 tuổi đời. Nó hơn em vài tuổi đấy ạ. Chính xác là em kém nó 2 tuổi. À 3 tuổi. Với cái giá khởi điểm ban đầu là 53.000 800 yên, sản xuất năm 1970. Như vậy nó ra đời trước cái con huyền thoại Pioneer 7825 La Mã đến tận 9 năm. Con 7825 La Mã được ra đời vào năm 1979 với cái giá xấp xỉ với con này. Con 7825 La Mã cũng có cái giá xấp xỉ khoảng 54.000 yên. Và con này cũng vậy. Xét về level và xét về thời điểm, rõ ràng con này được đánh giá ở phân khúc khá hơn con 7825 La Mã. Đây là một trong những cái con âm ly xì te cổ không có đèn vu nhưng
lại có cái nét thiết kế nó quyến rũ hơn cả những con có hai cái đèn vu to chành ảnh. Cái nét quyến rũ ở đây đó là những cái núm vặn và những cái công tắc được hãng ô tô Sanyo chế tạo một cách tỉ mỉ và trau chuốt. Nhìn vào mặt con ông ly này, chúng ta thấy nó có những cái đường nét hết sức là tinh tế. Đó, nó tinh tế hệt như cái chất âm của nó vậy. Em thấy là có đến khoảng 65% dân chơi audio tại Việt Nam khi đi tìm kiếm những con âm ly xì te cổ hàng bãi thì 65% này là có cái chủ tâm tìm đến những cái con của hãng Pioneer hoặc là của Sơn Sui hoặc là của Đờ Nông. À, cũng dễ hiểu thôi, bởi vì những cái model đó thì nó đã được định hình và có tiếng vang ở trên thị trường audio. Mà dân chơi Việt Nam chúng ta ấy là một trong những cái lớp chơi theo kiểu an toàn. Đó, thấy người ta chơi thì mình cũng chơi đó, chứ cũng ít khi mà dám bỏ tiền ra để mua những cái thứ mà mình chưa bao giờ được trải nghiệm, chưa bao giờ được biết cái chất âm thực tế nó như thế nào. Trong quãng thời gian sấp xỉ 6 năm bán hàng ở trên YouTube thì em nhận thấy một điều rằng những cái nhóm dân chơi táo bạo dám mua những cái thứ mà họ chưa nhìn thấy bao giờ và chưa được trải nghiệm bao giờ, đó là những nhóm dân chơi ở khu vực phía Nam, đặc biệt là ở mấy thành phố lớn như là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Đà Nẵng. Đã, họ sẵn sàng tiếp nhận với những thứ cực kỳ mới và chưa hề được trải nghiệm bao giờ. Đó cũng là một trong những cái nét văn hóa trong vấn đề chơi audio. Còn dân chơi miền Bắc thì đa phần là mang tính cầu toàn. Đó. Rất ít khi dám mở lòng với những thiết bị mà họ chưa biết hoặc chưa nhìn thấy hoặc chưa được định hình. Thế thì trên cái model ô tô DCA 450 này, giá thị trường nó không bao giờ dưới 3 triệu rưỡi. Còn ngày hôm nay em sẽ không báo giá model này. Ông nào trả cao hơn cái mức giá đó em sẽ bán. Như em nói ở đầu video, nhà em vẫn còn gạo, do vậy là em cũng không cấp bách lắm trong cái vấn đề là phải bán đi bằng mọi giá. Đây là một trong những con mà trong suy nghĩ, trong tâm tưởng của em, thực sự là em muốn giữ lại để chơi. Chất âm của ô tô DCA 450 trong trẻo, sạch sẽ, đặc biệt là âm giải cao. Với tất cả những người mà chơi những con của Pioneer, ví dụ như là 7600, 7900 hoặc 7800 hai la mã, đều nhận thấy rằng khi để check cao thì những con âm ly đó có hiện tượng chói. Tức là âm check nó cường điệu. Nó cường điệu lên chứ nó thực sự nó không phải là cái thứ âm check mà dinh nguyên bản của bản nhạc nó thể hiện ra. Âm ly của Pioneer nó luôn nịnh tai. Đó, loa của Pioneer cũng vậy, nó nịnh tai. Và cái khoản nịnh tai thì rõ ràng là nó cũng lấy được cảm tình của rất nhiều người. Ví dụ như con ô tô này, giải check của nó nghe nó thật, thật, nó trong. Đó. Giải bass cũng vậy, nó rất thật, nhưng lại nghe lại cảm thấy nó cực kỳ hợp lý và nó nhuần nhuyễn. Em có cảm giác như cái chất âm của con ô tô Sanyo DCA 450 này nó có những cái đường nét, nó có những cái nét nó rất chi là tinh tế. Đó. Một cái thứ âm thanh nó tinh tế, nó dễ dàng
làm hài lòng kể cả những ông dù là khó tính nha. Còn về cái triết lý về âm thanh của mỗi hãng là khác nhau. Ví dụ như là Sơn Sui, họ có một cái triết lý về âm thanh riêng. Đàn ông cũng vậy, Pioneer cũng vậy, và ô tô cũng vậy. Cái này nó bị chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi những kỹ sư âm thanh làm việc tại những cái hãng này. Có nghĩa là gì? Người Nhật tạo ra những cái con âm ly hoàn toàn mang yếu tố chủ quan của người sáng tạo ra nó. Đó. Do vậy, chất âm của từng hãng là nó có sự khác nhau. Và chính điều này nó tạo nên một cái sự đa dạng vô cùng ở trong lĩnh vực chơi audio. Đó. Có nhiều ông rất yêu cái chất âm của Sơn Sui hoặc của Đờn Ông, nhưng lại không thể nào nghe nổi cái chất âm của Pioneer. Đấy, có những ông thì chỉ có thích chất âm của Pioneer, nghe những hãng khác các ông cảm thấy không lọt tai. Và trên quan điểm này phải hết sức cảm ơn người Nhật vì đã tạo ra những cái nền tảng âm thanh khác nhau để làm hài lòng những đôi tai khác nhau. À, chứ bây giờ mà họ tạo ra những cái sản phẩm có cái chất âm giống hệt nhau thì rõ ràng là vô cùng bất công cho những cái đôi tai có cái sự thẩm âm nó lệch nhau nhiều. Con này nó có một cái thiết kế gần như là giống hệt với con đàn anh của nó là con DCA 450, nhưng nó vẫn có điểm khác. Điểm khác ở đây có nghĩa là gì? Đó là về cái vấn đề tăng phô và sò công suất. Nếu như bác nào mà chịu khó theo dõi kênh của em thì sẽ thấy ngay cái con DCA 4 à con DCA 6550 là đàn anh của con này thì nó sử dụng sò sắt lớn của hãng Neck thì phải. Còn trên model DCA 450 đàn em thì nó cũng vẫn sử dụng sò sắt, nhưng đây là sò sắt cỡ trung, không phải sò sắt lớn. Sò của Sanken, sò sắt trung. Đó. Nói tóm lại là về sò, nó đã bị rút bớt đi về mặt sức mạnh so với con đàn anh của nó là con 650. 650 là dùng sò sắt lớn, còn thằng này là dùng sò sắt cỡ trung. Đó là cái rút bớt đầu tiên. Cái rút bớt thứ hai đó là về mặt tăng phô. Cái tăng phô của thằng 450 này thì nó chỉ bằng 3 phần 5 về kích thước ấy. Nó chỉ bằng 3 phần 5 so với cái tăng phô của con đàn anh của nó là con 650. Nhưng giữa hai con này nó có một cái sự tương đồng đến kỳ lạ. Thứ nhất là cái sự tương đồng về cái main bo tiền khuếch đại. Cảm giác như hai cái main bo tiền khuếch đại của 650 và 450 là giống hệt nhau. Với mỗi một cái main tiền khuếch đại chúng ta nhìn thấy có ba con transistor, mà cái dòng này là dòng transistor cao cấp, chân được mạ vàng, vỏ nhôm, các bác nhìn thấy chưa? Trên cái con 650 cũng y hệt như thế này. Và hình như em nhớ không nhầm thì hình như tụ lọc nguồn của hai con 650 và 450 cũng là giống nhau. Đây là mạch class AB. Các bác nhìn thấy mấy cái con đèn tiền khuếch đại mà vỏ nhôm, chân mạ vàng chưa? Thậm chí đến cả cái bo xử lý nguồn ở vị trí trung tâm nó cũng gần như là giống hệt nhau. Như vậy ở trên con đàn em 450 này chúng ta thấy nó bị rút bớt đi về khoản cấu hình, đó là tăng phô nhỏ hơn và sò nhỏ hơn. Còn mọi thứ em nhìn chúng nó có vẻ như giống nhau một cách kỳ lạ. Giờ chúng ta sẽ đọc qua về cái phần thông số coi nó ghi thế nào. Sanyo
Model DCA 450, công suất tiêu thụ là 65W, điện áp sử dụng 100V. Tất nhiên là made in Japan rồi. Cái chiếc này của em nó về ấy, thì không biết là đời chủ trước, thằng khỉ gió, nó tháo mất một bên cầu chì ra loa. Khoản này thì em đã phải nối cầu chì khác vào rồi. Nó sẽ có hai cái cầu chì bảo vệ loa. Đây là cầu chì của loa trái và đây là cầu chì của loa phải. Một cái đặc điểm giống hệt giữa hai con DCA 450 và 650 đó là những cái cọc đấu loa phía sau, và cả hai con đều có thể sử dụng thay thế một cái rè. Các bác có nhìn thấy chữ rè out và main in ở đây không ạ? Mà những con nào em không biết, chứ những cái con như là DCA 450 mà là và 650 mà để làm rè thì nó tuyệt đỉnh công phu nha. Riêng cái tính năng để làm rè thôi nó đã xứng đáng 3 triệu rồi, chưa thèm tính đến cái tính năng nó là một con âm ly. Còn số series nó hơi mở, em đọc được cái số 12A phía sau thì phải. Và nó cho phép nếu như đánh cả hai cầu thì cho phép đánh loa có trở kháng từ 8 ohm trở lên, còn đánh một cầu cho phép đánh loa 4 ohm. Cặp loa mà em ghép cùng đây là cặp Buxel Panasonic MX30 Bass 18, công suất max, công suất chịu đòn là 160W một thùng, trở kháng là 6 ohm. Công suất thực của mỗi một thùng là 80W. Thế thì trên cái con ô tô DCA 450 này với sò này, tăng phô này thì nó cho ra được công suất thực là 33W. 33W cho mỗi vế loa ở trở kháng 8 ohm. Em nhắc lại, 33W cho mỗi vế loa ở trở kháng 8 ohm. Trong khi đó, các bác nếu như ở đầu video nghe đoạn test sẽ thấy ngay nó đánh cái cặp Buxel MX30 Panasonic khá là dễ dàng, trong khi cái cặp này nó ghi công suất max lên đến 160W một thùng đây ạ. Đó, ở đây có hai cái con đèn bé như hai cái hạt gạo, các bác nhìn thấy chưa? Nhưng mà chân cũng được mạ vàng luôn. Và ở đây có một cái main phụ là main xử lý bên đường phono. Không khó để nhận thấy nó cũng có hai cái con đèn khuếch đại bên đường phono được mạ vàng. Có thể nói là cái hàm lượng linh kiện ở trên con ô tô này, tức là cái chất lượng của linh kiện, nó cao hơn đáng kể nếu mà so với cái con Pioneer 7800 hai la mã. Những cái vật liệu cấu thành nên cái con huyền thoại Pioneer 7800 hai la mã chẳng có cái thứ gì là cao cấp ở đấy cả nha. Linh kiện của con 7800 hai la mã không có thứ gì cao cấp ở đấy cả, trong khi ở trên những cái main board của con DCA 450 này có những thành phần linh kiện là cao cấp thật sự. Đó là những cái con transistor vỏ nhôm chân mạ vàng. Tất nhiên là dòng transistor này thì nó phải tốt rồi. Ngay từ đầu nhà sản xuất người ta làm ra nó đã tốt rồi. Nó hướng đến những cái main board có chất lượng cao. Đấy, còn bác nào bây giờ mà tháo con 7800 hai la mã ra, thử chỉ hộ em bất cứ cái thành phần linh kiện nào được gọi là cao cấp ở trên cái con 7800 hai la mã, chỉ hộ em cả. Nếu mà chỉ được ra thì em mới nể. Còn như em đã từng vạch cái con đó ra nhìn từ A đến Á, em thấy không có cái thành phần linh kiện nào được coi là cao cấp cả. Chỉ có cái giá mà bây giờ người ta bán ra ấy, thì nó cao thôi. Còn linh kiện nó ở mức trung bình. Thế thì cái con này nó sẽ phù hợp với những cái dòng loa như thế nào? Nó sẽ phù hợp đánh với những cặp Buxel hoặc là những cái cặp loa cổ.
có đường kính bát tầm từ 22 cm đổ lại. Đây là một cái con có cái chất âm hết sức là tinh tế. Khi chúng ta bật low note thì cái dải âm bát nó lên cực kỳ dữ dội, rất mạnh. Đó. Do vậy là nó có khả năng điều trị những cái cặp loa khó đánh giá bát, dải check rất trong, đồng thời là nó có ngõ xuất rè out. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng con này thay thế một cái rè với một cái mạch âm sắc phải nói là nó nổi trội hơn đáng kể so với những cái dòng như là Pioneer 7800 hoặc 7900. Con này nếu mà dùng để làm rè thì nó đã xứng đáng với cái giá 3 triệu đồng rồi. Nhưng ngày hôm nay em sẽ không đọc giá. Gạo vẫn còn, do vậy cũng thong dong thôi. Hôm nay em làm cái video để cho các bác thấy cái sự giống và khác nhau giữa hai cái model Otto DCA 450 và Otto DCA 650 đàn anh của nó. Tất nhiên là đàn anh của nó thì chất âm nó sẽ phải khỏe khoắn, mạnh mẽ hơn, nhưng mà nó hoàn toàn dựa trên một cái nền tảng giống y chang như nhau. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái chất âm tổng thể của con 650 nó sẽ giống hệt con này, hoàn toàn không có sự khác biệt, chỉ là con 650 khỏe hơn con này thôi, chứ không thể hay hơn con này được, vì mạch âm sắc của chúng nó giống hệt nhau, có rất nhiều thành phần có thể lắp lẫn cho nhau được. Ví dụ như cái mạch chỉnh âm sắc này, cái mạch tiền khuếch đại này đó. Ở giá của cái con DCA 450 ấy thì em thấy là có một vài thanh niên có đưa lên chợ tốt, rồi thì Facebook ở chỗ nọ chỗ kia bán cũng khá là loạn giá. Nhưng mà tất cả những cái con mà nó chạy đàng hoàng tử tế và còn đạt được đến cái tầm nhan sắc như thế này, em chưa thấy ai bán dưới 3 triệu rưỡi cả. Đó là cái khung giá để các bác có thể tham khảo. Vâng, hôm nay anh em chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu, phân tích và nghiên cứu về một trong những cái con âm ly mà em đánh giá là có cái chất lượng âm thanh hết sức là tinh tế. Nó tinh tế các bác ạ, nó dễ dàng lấy lòng được cả những cái ông dù là khó tính đến mấy. Với những người mà người ta biết chơi ấy, người ta biết được giá trị của con này ấy, thì không bao giờ người ta tiếc tiền để mà ôm nó về. Còn với những cái ông lơ ma lơ mơ chưa bao giờ có cái sự trải nghiệm về dòng này ấy, thì chắc chắn là không dám chơi được. Nghe thằng Từ nói thế là các ông ấy còn phải lên mạng, các ông ấy còn tra, còn search, còn chán. Còn với những ông đã biết rồi ấy, sau khi nghe test âm và chỉ 2-3 phút sau là các ông ấy đã rút điện thoại ra và lê hấp, rất có thể là các ông ấy sẽ trả thêm từ vài trăm ngàn để ôm con này về. Đã. Tình huống này em gặp nhiều. Vâng, hôm nay hơi lan man một chút, mong các bác thông cảm. Như bữa nọ em có nói với các bác rồi, kênh của em thì nó mang cái nặng cái thiên hướng review, phân tích, nghiên cứu, chứ cái vấn đề bán hàng nó chỉ là phụ thôi. Lấy cái phụ để nuôi cái chính các bác ạ. Nếu như mà không có cái phụ thì lấy đâu ra gạo để mà ăn, để mà có sức để mà nuôi cái chính. Vâng, em xin phép dừng video tại đây. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.